Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ký quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp sẽ diễn ra một ngày 26 tháng 8, tức thứ hai tuần tới. Trước đó, vào ngày 16 tháng 8 năm 2024, Ban chấp hành Trung ương đã họp về công tác nhân sự. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Về nhân sự lãnh đạo tại Chính phủ vừa qua có sự thay đổi, đó là trường hợp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị cho thôi chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, điều động phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Theo một nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ, trường hợp cán bộ là Phó Thủ tướng được cho thôi chức vụ đảng bên Chính phủ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ thì cũng sẽ được cho thôi chức Phó Thủ tướng. Theo quy định của pháp luật, Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước sẽ ban hành quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Một trường hợp khác là ông Lê Minh Khái. Ông Khái đã có đơn xin thôi các nhiệm vụ được phân công. Trung ương cũng đã đồng ý cho ông Khái thôi chức Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nên chức danh Phó Thủ tướng của ông cũng sẽ được Quốc hội tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm. Chiều ngày 21 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động phân công ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn quan trọng về kinh tế xã hội. Với việc kiện toàn nhân sự Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, bộ máy lãnh đạo của đơn vị kiện có 4 người, gồm Trưởng Ban Trần Lưu Quang và 3 phó ban Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Đức Hiển. Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê ở thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông Quang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 dự khuyết, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Đi lên từ một chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Quang sau đó lần lượt kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương. Từ năm 1994 đến năm 2010, ông nắm giữ nhiều vị trí như trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Ban Quản lý Kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Sau gần một nhiệm kỳ giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Trần Lưu Quang trở thành Bí thư Tỉnh ủy. Đầu năm 2019, ông chuyển công tác về thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và đảm nhận công việc này trong hơn 2 năm. Hơn 2 năm sau đó, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng trước khi được Quốc hội khóa 15 phê chuẩn làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 vào đầu năm 2023. Chiều ngày 21 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Chính trị tổ chức lễ công bố quyết định về phân công Ủy viên Trung ương Đảng. Theo quyết định của Bộ Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính được điều động phân công làm Trưởng ban Dân vận Trung ương. Với việc kiện toàn nhân sự, Ban Dân vận Trung ương có tân trưởng ban là ông Mai Văn Chính, 5 phó trưởng ban gồm các ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực, Đỗ Văn Phới, Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang và Triệu Tài Vinh. Ông Mai Văn Chính, 63 tuổi, quê ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư kinh tế nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị. Ông Mai Văn Chính là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, dự khuyết 11, 12, 13, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Trước năm 2015, ông công tác tại tỉnh Long An và kinh qua các chức vụ như chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An, Bí thư Tỉnh ủy Long An. Ông Mai Văn Chính được điều động phân công làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương từ tháng 1 năm 2025 và giữ chức vụ này từ đó tới nay. Ngày 14 tháng 8 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban Chỉ đạo họp phiên thứ 26. Phòng chống tham nhũng phải phục vụ phát triển kinh tế. Thông tin về kết quả phiên họp liên quan tới nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới, Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho biết. Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo xác định quan điểm chung đó là tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn mà phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp,
kiên quyết kiên trì ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực với cách làm khoa học, phù hợp, biện chứng, toàn diện, hiệu quả hơn. Phải đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Đảng lên trên hết, theo đúng phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 3 yêu cầu. Trước hết, phòng chống tham nhũng tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà ảnh hưởng cản trở phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai, phòng chống tham nhũng tiêu cực phải được triển khai đến tận cơ sở đảng, chi bộ, phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thứ ba, đặc biệt quan tâm công tác phòng chống tiêu cực, nhất là các biểu hiện tiêu cực là nguồn gốc nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Xử lý dứt điểm vụ án Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu từ nay đến cuối năm 2024 và năm tới phải gắn phòng chống tham nhũng tiêu cực với tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp và Đại hội 14 của Đảng, không để lọt vào cấp ủy những trường hợp tham nhũng tiêu cực suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật. Ông Đồng cho biết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm những khâu yếu, những việc làm đang dở, nhất là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giám định, định giá, cung cấp tài liệu, tương trợ tư pháp, truy bắt, dẫn độ đối tượng bỏ trốn, thu hồi tài sản tham nhũng, có giải pháp mạnh mẽ để khắc phục hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế, xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến công ty AIC, Xuyên Việt Oil, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát và các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Chỉ đạo tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, xử lý dứt điểm các sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên liên quan các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo các vụ, việc bức xúc của nhân dân, nhất là khẩn trương hoàn thành kết luận kiểm tra, thanh tra, các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo, như liên quan đến các vụ án xảy ra tại công ty AIC, Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Phúc Sơn. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo rà soát, xem xét miễn nhiệm, từ chức, bố trí công tác đối với cán bộ sau khi từ chức, bị kỷ luật theo đúng quy định của Trung ương. Ông Đồng cũng cho biết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, về xử lý vật chứng tài sản bị tạm giữ kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng tiêu cực. Khẩn trương khắc phục những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong cơ chế, chính sách, pháp luật, vừa để phát triển kinh tế xã hội, vừa để phòng ngừa xử lý tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về phòng chống tham nhũng tiêu cực, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng.